mình nghe có tiếng chim chao chảo. Chim chao chảo nó ăn trái cây, nó đậu trên cây chôm chôm hai con luôn. Rồi nó thấy mình nó bay rồi. Nay còn lại được mấy chùm, bẻ cho mấy đứa nhỏ ăn luôn. Chùm ngoài đây nó đỏ hết rồi các bạn. Chùm chôm mà chùm chôm Thái cho nên nó rất là giòn và ngọt. Chừng được cái vài chùm nữa là hết mùa rồi. Phải chờ qua năm sau. Quá trời ngon, chùm này quá ngon luôn. Nè ba đứa nè. Chim chim ngon không? Ngon quá. Chim chim ngon. Thì ngon. Ngon, nó còn hết rồi. Mẹ, nó còn hết rồi. Rồi mình xin chào các bạn. Chiều nay vợ mình làm một món cho mấy đứa nhỏ. Có người lớn ăn không em? Cho mấy đứa lớn và mấy người nhỏ. Ủa cho mấy đứa nhỏ và mấy người lớn ăn. Nuôi sắn ốc nuôi làm hay hả? Nuôi này là nuôi cao cấp nha, nuôi cao cấp sắn ốc không hàng the, không chất bảo quản. Cái con nuôi này sau khi mình ngâm khoảng tiếng đồng hồ nó chuyển màu, nó đục hơn. Hồi nãy bỏ trong bọc nó trong, bây giờ mình luộc nó. Bây giờ mình làm cái món gì là xào á. Nuôi nuôi xào á, nuôi xào thịt bò. Xào chỉ đơn giản như vậy vậy thôi, nuôi với này thôi chứ đâu có rau gì hả? Cà rốt, hành tây với có mấy con tôm nữa. Thường xào thịt bò không mà tại mua thêm tôm cho mấy đứa nhỏ nữa.
Đây là vợ mình ướp một muỗng ăn canh dầu hào, muỗng cà phê dầu mè, hạt nêm, ít hạt nêm, tí đường. Cà rốt, hành tây, hành lá. Rau này là rau gì? Ngồi gí. Ngồi gí, gì đó. Thổ gió mét. Cái này là tép bạc bự hả? Chứ không phải tôm thẻ đúng không? Nó bự người ta kêu nó là con tôm bạc. Nó nhỏ là tép bạc, bự là tôm bạc. Còn nhỏ nó còn chút xíu nó đâu có làm được. Xào xong rồi mình trộn vô nuôi ha. Thank you.
Ăn thử miếng này. Ăn thử đi, nóng. Thấy ông trời. Thiệt nóng thấy ông trời. Lấy muỗng nó múc cho tụi nó luôn đi. Có đứa nào không ăn thịt thôi, không ăn nuôi không? Không ăn nuôi. Cơm không. Ăn trái thịt không? Ăn vừa ăn chưa? Cho con miếng cà rốt. Để đi. Khá rồi. Nó cần chấm gì không? Rồi phần dĩa bự đó là diện chính nè. Chịu không? Cười hả? Diện chính ăn dĩa bự đó đó. Chứ ai cũng hết ăn rồi tới diện chính. Nè cũng được mà ngán hơn cái nồi nước. Rồi mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo nhé. Bây giờ là 5:30 chiều.